xin chào cả nhà nha. Đây là quạt tích điện nha cả nhà. Thời gian sử dụng từ 4 đến 8 tiếng nha. Trường hợp mà mình bắt chế độ mạnh thì nó sẽ mau hết pin hơn nha. Mình bắt chế độ nhẹ thì nó sẽ lâu hết pin hơn. Hết pin thì mình nạp vô giống như là điện thoại vậy đó cả nhà. Mình cắm mình sạc nha, nó rất là tiện. Trường hợp mà nhà nào mà có em bé thì mình nên mua một cây nha, vì xài rất là lâu, từ 4 đến 8 tiếng nha. Cúp điện thì nó có kèm điện luôn nha. Cúp điện thì mình bắt đèn, vì trong đây nó có chế độ cho đèn nữa nè. Trường hợp mà bé bệnh nằm bệnh viện, ở bệnh viện nó nóng ngực, mình cũng nên mua cho bé một cái, tại vì thời gian sử dụng của nó rất là lâu, từ 4 đến 8 tiếng lận. Đây là chế độ quạt mạnh nha, rất là mát, mát cực kỳ mát luôn. Chỉnh chế độ quạt nhẹ lại nha. Mình không xài nữa thì mình gấp gọn lại nha cả nhà. Gấp gọn lại như vậy, rất là tiện, rất là gọn. Tắt quạt nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha.